Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của mình, Anmaker Cuộc Sống Mỹ. Thì hôm nay mình muốn làm một cái video để chia sẻ về những khó khăn bất lợi của diện K1 Visa so với diện CR1 là diện vợ chồng, và những khó khăn mà mình gặp phải trong những ngày đầu tới nước Mỹ. Các bạn cùng theo dõi video nha. Thì cái cơ bản nhất của diện K1 Visa so với cái diện mà diện vợ chồng CR1 á, là diện K1 Visa chờ thẻ xanh tùy bang mình thấy là từ 6 tháng cho tới 1 năm rưỡi mới có thẻ xanh. Còn cái diện vợ chồng mới tới Mỹ là 2 tháng là có thẻ xanh rồi theo mình được biết. Và cái diện K1 Visa tới Mỹ là phải làm giấy tờ tùm lum luôn, rất là rối. Tại vì cái diện K1 Visa cơ bản á, nó là diện visa không định cư. Còn cái diện visa vợ chồng là visa diện định cư qua có thẻ xanh liền. Còn diện K1 visa là không định cư, qua tới Mỹ phải làm cái động tác là chuyển đổi cái trạng thái thường trú nhân, chờ rất là lâu. Thì qua đến Mỹ trước hết là mình đi đăng ký kết hôn trong vòng 90 ngày kể từ ngày đặt chân đến nước Mỹ, và phí mà mình trả cho cái Fresno County, mình ở Fresno, California là khoảng 80 đô. Hình như mình nhớ không nhầm là khoảng 79 đô rưỡi. Sau đó thì mình bắt đầu điền form làm thẻ xanh. Tại vì mình chích ngừa bên Việt Nam còn thiếu mũi cúm, nên qua đây mình phải làm cái form I-693 và nộp cùng với cái form màu vàng, cái tờ giấy màu vàng mà record mấy cái mũi chích mà mình chích ở cái 40 Nguyễn Văn Trỗi á, và cái tờ giấy DS 2035 hay sao á, gửi cùng với cái bao thư niêm phong mà lúc mà mình khám sức khỏe bên Việt Nam nó đưa. Và sau đó tới phòng khám bác sĩ do cái sở di trú Mỹ chỉ định để bác sĩ xem mình còn thiếu mũi nào để tiến hành chích bổ sung và tiến hành record mấy cái mũi mà từ tờ giấy vàng qua mấy cái giấy tờ của bác sĩ. Và cái phí khám sức khỏe mình đóng cho cái bác sĩ ở nơi mình ở là hình như là 250 đô, nhưng mà trên cái trang web K1 Visa mà mấy cái chị trong group K1 hướng dẫn á, là cái phí dao động từ 200 cho tới 500 đô, mình chưa có mua bảo hiểm nha, thì cái phí mình đóng là 250 đô. Thì mình được tiến hành xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm máu và xét nghiệm cái TB test để coi mình có vi khuẩn lao hay không. Thì đối với cái xét nghiệm TB test đó, thì mình được tiêm một cái chất phản ứng ở trên ở mặt trong của cái tay này nè, để xem mình có vi khuẩn lao hay không. Thì tiêm xong á, thì mình nhớ là mình tiêm vào buổi thứ tư, thì bác sĩ hẹn thứ sáu quay lại. Thí dụ qua tới thứ sáu mà bạn không quay lại thì giống như là đã quá giờ mà quá giờ kiểm tra cái phản ứng xét nghiệm đó, nên bạn phải tiến hành lại từ đầu, là đóng tiền lại từ đầu luôn. Nên thứ sáu mình lại á, thì cái mình có cái vết phản ứng của cái chất phản ứng mà bác sĩ tiêm trước đó đó. Thì cái vết phản ứng của mình là một cái vết đỏ mà nó rộng ra khoảng 1,5 cm cho tới 2 cm, thì cái đó chứng minh là có cái vi khuẩn lao trong người. Còn thí dụ mà cái vết nó xẹp hay gì mà nó không rờ, không có gồ lên thì hên cho mấy bạn là mấy bạn không có cái vi khuẩn lao. Thì sau đó vì cái vết của mình nó lòi quá và nó màu đỏ, nên chứng minh là có vi khuẩn lao, thì mình phải tiến hành chụp X-quang nữa, để chụp cái X-quang phổi thì phải tốn thêm 150 đô nữa. Thì chụp xong thì bác sĩ kết luận là mình có vi khuẩn lao, nhưng mà ở trong trạng thái mà nó chưa bộc phát, ở trong trạng thái ở trong cái thể ngủ á, nên cũng không sao, và mình có thể tiến hành điều trị sau này khi mà mình có bảo hiểm. À, mình có đưa cái đĩa mà chụp phổi mà lúc khám sức khỏe bên Việt Nam có kèm trong cái phong bì màu nâu, mình có đưa cho bác sĩ, nhưng mà bác sĩ nó không đọc được, rồi hình như không có hiệu lực bên này hay sao, nên bác sĩ tiến hành chụp X-quang cho mình, tốn tiền thêm 150 đô, mình nhớ không nhầm là nhiêu đó đó. Còn cái về mũi cúm mà mình còn thiếu bên Việt Nam á, thì bác sĩ nói là lúc mà khám sức khỏe, mình khám vào tháng 6 năm 2019, thì bác sĩ nói là cái thời điểm đó không phải là mùa cúm, nên mình khỏi chích cũng được, hơn quá đỡ tốn tiền cái mũi này. Và bác sĩ sẽ ghi trong
cái giấy tờ của bác sĩ luôn, là không phải là mù cúm nên mình không cần chích mũi này. Và sau đó thì mình nhận được một cái bao bì niêm phong về kết quả mà khám bác sĩ kết quả khám khám ở cái phòng khám đó, và bác sĩ tiến hành transfer mấy cái mũi chích mà mình đã chích bên Việt Nam từ tờ giấy vàng qua cái giấy tờ của bác sĩ, và niêm phong trong một cái phong bì, và cái phong bì đó mình sẽ nộp cùng với hồ sơ nộp thẻ xanh, không được mở ra nha, phải niêm phong lại. Và tổng cộng chi phí cho cái khám sức khỏe này là khoảng 250 đô nè, cộng với 150 đô phí mà chụp x-quang thì khoảng tầm 400 đô, khoảng đó. Và bây giờ thì mình đã có các giấy tờ cần thiết để nộp hồ sơ làm thẻ xanh rồi, thì mình tiến hành điền mấy cái form và nộp hồ sơ. Chi phí để làm nộp thẻ xanh nó là 1.225 đô, hết hồn chưa. Mình điền mấy cái form còn thiếu và tiến hành gửi cho cái USCIS như ở Chicago hay sao á, vào giữa tháng 7 năm 2019, và tới ngày 9 tháng 8 thì mình nhận được cái lịch lăn tay. Và từ lúc lăn tay là ngày 9 tháng 8 là mình chờ tới giờ luôn. Và lúc nộp hồ sơ thẻ xanh thì mình nộp chung để xin cái work permit luôn với cái travel document. Cái work permit là cái giấy mà mình có thể đi làm được trước khi nhận thẻ xanh. Và cái travel document là cái thẻ giống như là mình có thể ra khỏi nước Mỹ và mình có thể quay trở lại nước Mỹ. Thí dụ mà không có thẻ đó mà trong lúc đang chờ thẻ xanh mà mấy bạn ra khỏi nước Mỹ rồi, mấy bạn không có quay trở về luôn, không có quay trở lại nước Mỹ được, thì mình nộp chung nộp thẻ xanh này, nộp cái work permit này, nộp cái travel document nộp chung thì tốn 1.225 đô nãy mình nói đó. Thí dụ mà mấy bạn nộp thẻ xanh không và sau đó mấy bạn nộp xin cái work permit và cái travel document đó, hình như tốn khoảng 500-600 đô gì nữa, nên tốt nhất là mấy bạn nộp cùng một lượt luôn. Và vì làm hồ sơ tốn tiền quá, tới 1.225 lận, nên tụi mình quyết định tự làm luôn, không có nhờ luật sư. Nếu nhờ luật sư theo mình biết là khoảng tốn khoảng 500 cho tới 1.000 hay là 1.500 gì đó, nhưng mà nó tốn nhiều tiền đó, nên tụi mình quyết tâm làm luôn. Thì từ lúc qua Mỹ tới giờ là 5 tháng rồi, nhưng mà mình chưa có đi học, chưa có đi làm, chưa có học lái xe gì được luôn, vì trong người mình đâu có giấy tờ gì đâu, chỉ có cái passport do Việt Nam cấp thôi. Thì diện K1 so với diện CR1, diện hôn thê so với diện vợ chồng á, thì thời gian chờ của diện hôn thê là 6 đến 8 tháng thì được đoàn tụ rồi. Còn diện vợ chồng thì thời gian chờ là 10 đến 18 tháng, nhưng qua Mỹ có thẻ xanh liền. Và có thẻ xanh đồng nghĩa với mấy bạn được đi học, được đi làm nè, được làm tất tần tật mọi thứ, được đi du lịch, được về thăm quê, được đi du lịch ra khỏi nước Mỹ. Còn diện K1 visa là visa nhập cảnh một lần, nhập cảnh vô nước Mỹ rồi mà chưa có thẻ xanh, chưa có travel document, mà mấy bạn muốn về lại Việt Nam hay ra khỏi nước Mỹ là mấy bạn đi luôn á, mấy bạn không có về lại nước Mỹ được. Diện K1 visa thời gian đoàn tụ nhanh, nhưng mà qua tới nước Mỹ rồi thì thời gian chờ mọi thứ nó rất là chậm. Mình qua tới nước Mỹ là 5 tháng rồi, nhưng mà mình chỉ ở nhà thôi, mình không có đi học, đi làm hay đi lái xe được gì hết á. Đi học lái xe gì đó, bạn bè mình ở Việt Nam thì hỏi sao không đi học, không đi làm đi, không học lái xe đi, nhưng mà bây giờ mình không có làm được những thứ đó. Nhiều bạn bè nói thì đi làm chui đi, đi làm có chút tiền, nhưng mà gia đình chồng mình đều ngăn cản, tại vì một khi đi làm chui mà bị phát hiện ra thì ảnh hưởng rất là nặng đối với quá trình nhập tịch, hay nặng hơn nữa là mấy bạn có thể bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ khi mà mấy bạn phạm pháp. Nên thôi, tốt nhất thì mình cứ an phận ở nhà thời gian đầu đi. Hơi chán thiệt đó, thì cảm thấy có lúc cảm thấy mình vô dụng, nhưng mà thôi, cố gắng đi, vượt qua thời gian này thì tương lai sẽ tươi sáng. Ngày mà tụi mình đăng ký kết hôn ngày 3 tháng 6 thì buổi chiều đó mình có lại cái
Social Security Administration để xin apply làm cái thẻ Social Security Number luôn. Nhưng mà người ta nói là người ta chưa có nhận được cái verify. Nói chung là người ta phải cần phải làm rõ cái giấy tờ mà mình nộp cho người ta để show cho người ta cái trạng thái của mình giống như là thường trú nhân nhập cảnh ở lại nước Mỹ hợp pháp hay không, thì người ta cần cái thời gian để người ta làm rõ cái đó. Tại vì mấy người ở cái Social Security đó, người ta nói là người ta không có thấy cái trạng thái của mình trên hệ thống đó, nên mình nghĩ là làm cái thông tin của mình chưa được cập nhật. Nên lúc làm hồ sơ nạp thẻ xanh đó thì mình luôn tích vào cái ô là apply để làm cái Social Security Number luôn. Vậy tổng cộng á, thì mình đã chi cho cái từ lúc qua Mỹ thì mình đã chi cho cái việc chuyển đổi trạng thái từ K1 visa diện visa không định cư sang cái thường trú nhân định cư là $80 cho đăng ký kết hôn nè, xong rồi 1.225 đô để làm thẻ xanh nè, rồi phí khám sức khỏe là $400, nên tổng cộng mình đã chi là 1.705 đô. Quá trời quá đất luôn. Và quá trình làm giấy tờ thì ban đầu cực kỳ rối luôn, nó rất là rối, mình không biết bắt đầu từ đâu, và đôi lúc tụi mình rất là nản. Nhưng mà sau đó thì tụi mình đều hai đứa đều bình tĩnh lại và tìm hiểu thông tin từ mọi nguồn, và sau đó quyết tâm làm thì cuối cùng cũng xong. Và hiện giờ thì sau khi được lăn tay vào tháng 8 thì mình vẫn đang tiếp tục ở nhà và để làm công việc nội trợ. Thì trên đây là những khó khăn và bất lợi của diện visa hôn thê K1 so với visa diện vợ chồng CR1. Thì đôi lúc mình cũng cảm thấy hối hận vì đã không làm diện CR1. Nhưng mà thôi, mọi việc cũng qua rồi, với tụi mình cũng hoàn thành xong cái hồ sơ xin thẻ xanh rồi, nên thôi suy nghĩ nhiều để làm gì. Nên thôi hiện giờ thì vẫn ở nhà làm nội trợ và tận hưởng khoảng thời gian chưa phải đi làm này thôi. Thôi video này cũng đã dài rồi, nếu mấy bạn thích video này vui lòng like, share và subscribe kênh channel của mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.